Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ bài viết phễu để bán hàng tại Sendotop. Muốn chia sẻ bài viết phễu để bán hàng tại Sendotop thì bạn sẽ truy cập vào đây và lựa chọn chuyên mục Bắt đầu kinh doanh. Tại chuyên mục Bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ thấy có một clip chính với tiêu đề Bắt đầu kinh doanh cùng với Sendotop. Và ngay phía dưới, bạn sẽ thấy các nội dung để bạn chia sẻ như chia sẻ bài viết bán hàng, chia sẻ sản phẩm bán hàng, chia sẻ app xây dựng hệ thống hay là những tài liệu để giúp bạn kinh doanh như kịch bản tư vấn sản phẩm, video đào tạo. Bạn muốn chia sẻ bài viết phễu bán hàng thì bạn truy cập vào nội dung chia sẻ bài viết bán hàng. Và sau đó, chẳng hạn như bạn muốn bán sản phẩm trắng da hoặc là bạn muốn bán sản phẩm trị nám thì bạn hãy click vào chủ đề tương ứng và lựa chọn. Ở trong bài đó có rất nhiều những bài viết phễu để bạn chia sẻ theo từng sản phẩm. Giả sử như bạn muốn bán sản phẩm trắng da toàn thân thì ở đây hiện có 7 bài viết phễu để cho bạn lựa chọn và chia sẻ. Nếu như bạn muốn bán sản phẩm khác thì bạn quay trở lại và tiếp tục lựa chọn sản phẩm khác mà bạn muốn bán. Ví dụ như kem sạch trị nám này chẳng hạn. Với kem trị nám, bạn sẽ có tới 18 bài viết phễu để chia sẻ. Bạn thấy đấy, nó rất là phong phú và đã được Sendotop viết sẵn hết cho bạn. Và trước khi chia sẻ các bài viết phễu, bạn có thể xem trước nó để xem nó có phù hợp với bạn hay không. Mình sẽ kéo xuống đây để cho các bạn thấy bài viết rất là chi tiết. Và trong bài viết này sẽ có nội dung tại sao bà bầu lại bị nám, nguyên nhân cũng như là cách khắc phục trị nám cho bà bầu. Đặc biệt là bài viết sẽ gợi ý đến sản phẩm mà bạn muốn khách hàng hướng tới, giống như là bài viết về sản phẩm trị nám ở đây. Khi bạn đọc và nhận thấy bài viết phù hợp với bạn thì bạn bắt đầu chia sẻ. Có hai cách để bạn có thể chia sẻ bài viết phễu. Cách 1 là bạn có thể copy đường link và chia sẻ lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo hay chia sẻ trên các diễn đàn. Cách thứ hai là bạn click vào nút chia sẻ ở đây và chia sẻ trực tiếp lên các trang mà bạn muốn đăng, ví dụ như Facebook chẳng hạn, kèm theo tiêu đề của bài viết để thu hút người đọc và sau đó bạn nhấn nút đăng, vậy là xong. Bạn thấy không? Rất là đơn giản. Và sau khi bạn đăng xong thì bài viết sẽ được đăng trên chính trang của bạn, giống như bài viết mà mình vừa chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình đây. Bây giờ bạn click vào bài viết này, bạn sẽ thấy là ở phía dưới bài viết sẽ có một form mẫu cho các khách hàng của bạn có thể điền được thông tin đăng ký để tư vấn, giống như là mình đang điền thông tin để test thử cho các bạn xem đây. Sau khi khách hàng của bạn điền xong thông tin thì họ sẽ nhận được một thông báo cảm ơn bạn đã gửi thông tin như thế này. Và bộ phận tư vấn của Sendotop sẽ liên lạc với khách hàng của bạn. Bạn chia sẻ bài viết phễu là cực kỳ quan trọng. Khi bạn chia sẻ bài viết, khách hàng họ sẽ đọc được thông tin, họ sẽ thấy sản phẩm phù hợp, họ sẽ quan tâm và để lại thông tin theo mẫu này cho bạn. Và thông tin của họ sẽ được lưu lại tại khu vực khách hàng tiềm năng trên ứng dụng Sendotop. Bạn có thể truy cập vào đây để xem lại thông tin của khách hàng. Sau đó, bạn thực hiện các thao tác gọi ngay hoặc lên đơn tùy thích. Sau khi bạn chia sẻ các bài viết phễu, bạn muốn tư vấn cho khách hàng thì bạn quay trở lại thanh công cụ Bắt đầu kinh doanh và vào nội dung kịch bản tư vấn sản phẩm. Bạn hãy đọc kỹ những kịch bản, những kiến thức ở đây để bạn có thể áp dụng và tư vấn hiệu quả cho các khách hàng của mình. Ở đây sẽ có rất nhiều kịch bản khác nhau để cho bạn lựa chọn và tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng của mình. Chẳng hạn như là bạn muốn tư vấn về sản phẩm trị nám. Bạn tìm đến kịch bản tư vấn về sản phẩm trị nám và đọc những kiến thức có trong đó, như muốn sạch nám thì phải điều trị như thế nào, bí quyết để điều trị nám và những câu hỏi bạn nên đặt ra cho khách hàng của bạn. Tất cả đều có ở trong đó, bạn nên dành thời gian đọc và nghiên cứu để có kiến thức tư vấn cho khách hàng. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách chia sẻ bài viết phễu để bán hàng. Mình sẽ nhắc lại thêm một lần nữa để cho các bạn nhớ. Đầu tiên là các bạn vào Bắt đầu kinh doanh. Sau đó, bạn vào chia sẻ bài viết bán hàng và truy cập vào danh mục sản phẩm mà bạn muốn bán. Chẳng hạn như là trị nám, trắng da hay trị mụn, chống lão hóa hay trang điểm. Và bạn lựa chọn bài viết liên quan đến sản phẩm mà bạn muốn chia sẻ hay là xem nó. Nếu thấy phù hợp thì bạn chỉ việc chia sẻ bài viết đó là xong. Chúc bạn thành công!